Hello Papa. Hello. Papa đang làm gì nữa nè? Cắt rau sống, thấy nóng quá rồi mình cắt rau sống và chiên bánh khọt ăn. À, hấp dẫn ở đây. Vậy là bữa nay lại cắt rau sống tiếp tục ha. Ừ. Hôm bữa mình cắt bữa nay nó lại mọc ra nữa hả má hả? Đúng rồi. Wow, nhìn mấy cái min nè, mấy cái húng lũi nè hả, nó xanh quá trời. Rau này mà ăn bánh khọt là thôi hết dắt lầu ha. Cũng lem. Mới cắt đây đó mà mọc nữa đó. Con thích ăn giáp cá. Đây. Giáp khá à, ăn nhiều cũng thấy không đã hết. Ăn nhiều thì ngon thôi. Thứ một chút gì mà cũng cũng nhiều ha. Mới cắt bữa đó đó. Bữa mình cắt ăn hộp vịt lộn hả? Dạ. Bữa nay nó mọc nữa nè. Bây giờ thì ăn cho đã đi hả má, 21 tới mùa đông. Nó hết ăn. Mùa đông mà mình ăn không được nữa. Mùa lạnh là nó teo hết, cây nào cũng vậy hết á. Wow, nhìn nè. Tươi, rói luôn. Bây giờ mình cắt hoài mà còn ăn không kịp á. Rồi đủ rồi đó. Bây giờ rau cải rồi có sẵn rồi, bây giờ chỉ có vô là chiên bánh khọt thôi. Ok, vậy là chúng mình cùng theo dõi bà Phở chiên bánh khọt nha các bạn ha. Ok, bà Phở đã sẵn sàng chiên bánh khọt chưa nè? Đây, sẵn sàng. Vậy là trước khi mình chiên mình phải giới thiệu qua cái nguyên liệu cho cái món bánh khọt đi ha bà Phở. Sẵn đang quậy bột. Món chính là không có thiếu bột, không có thiếu bột nè, đó bột nè. Cái bột này đó là mình coi theo cái công thức cái bịch á, coi cái mé sao á, là mình đường nước làm sao đó, mình quậy ra vậy nè, và mình để thêm hành vô nè, sắc hành vô nè, cho nó xanh xanh, nó là đẹp đẹp. Vậy là cái bột này má mua ở chợ Việt Nam. Việt Nam. Xong rồi về má chỉ theo cái công thức mà má pha ra vậy thôi ha. À. Cái món chính của bánh khọt thì không thể thiếu bột bánh khọt. Rồi kế tiếp sẽ là món gì nữa hả bà Phở? Kế tiếp nè, có tôm nè. Tôm. Cái này nước nóng mình để nguội. Mình pha nước mắm á, mình để bà ớt đồ vô á, nó không có chìm, tức là cái nước nổi lên cái đó. Nước má phải để nguội để trước nguội. Tại vì khi mà nước nóng má để vô thì cái tỏi với cái ớt nó sẽ bị chìm xuống phải không? Đúng rồi. Rồi tới gì nữa nè? Nước mắm nè. Nước mắm. Nước mắm này là để dùng pha nước mắm nha các bạn. Rồi. Rồi đường nè. Đường. Rồi tới gì nữa nè? Tỏi ớt nè. Tỏi ớt này đã bầm ra rồi ha. Đúng rồi. Rồi. Để chanh nè. Dạ, chanh để pha nước mắm pha ha. Nước mắm. Rồi cái chén này là. Cái chén này là chén dầu à? Dầu ăn. Ok, dầu ăn để chiên bánh khọt nha. Đó. Rồi. Rau sống nè, ở bên sau hái sẵn nè đó. Tôi làm sẵn á, chiên xong là mình ăn liền á, nó nóng nóng mới ngon. Tức là những cái nguyên liệu, những cái đồ ăn của mình phải chuẩn bị sẵn ha các bạn ha. Khi mà bánh khọt chiên xong thì mình có mình ăn liền, mình khỏi phải chờ đợi nha. Giờ chủ yếu á, mình làm nước mắm trước. Là mình chiên bánh khọt xong á, là mình ăn liền, khỏi chờ. Ok, vậy là bắt đầu bà bỏ làm cái pha nước mắm nha các bạn ha. Để đường vô nè. Để đường vào cái chén nước sôi để nguội nha các bạn. Đúng rồi. Rồi bắt đầu quậy lên nè, cho nó tan ba cái đường trước. Rồi để nước mắm vô nè. Rồi nhắc miếng chanh vô trước nè. Hai muỗng nước nè. Đó, rồi với hai muỗng đường. Rồi một muỗng nước mắm. Rồi nửa miếng chanh. Nửa trái chanh hả? Đó. Rồi ớt rồi mình tùy theo mình ăn cay vậy đó. Nhà tôi ăn nhiêu đây, muỗng cà phê nhỏ đó. Với tỏi nè, cũng vậy luôn. Wow. Xong rồi đó. Đơn giản quá ha, vậy là ra được một chén nước mắm ăn bánh khọt hả má hả? Nhìn nó đẹp quá hả má? Đẹp không? Đúng rồi đó, má nói đúng á. Nước mà mình để nguội thì mình để tỏi với ớt thì nó nổi lên mặt ha. Vậy nha các bạn, nếu mà các bạn tùy theo gia vị của mỗi gia đình ha các bạn ha. Mặn ngọt là tùy theo mỗi người để gia giảm lượng đường, lượng nước mắm, lượng nước, lượng chanh ha. Thì nhà mình thì thường thường má mình pha kiểu này ha các bạn ha. Rồi xong hết rồi đó, bây giờ tôi chuẩn bị chiên bánh khọt nè. Cái khuôn bánh khọt khiêu quá hả má? Giờ mấy khuôn bánh khọt này chỗ nào cũng có bán mà. Hồi xưa thì người ta hình như phải đem từ Việt Nam qua rồi kiếm cũng khó khăn ha. Chảo nóng rồi mình để chế dầu vô nè. Rồi chảo nóng rồi đó. Tôm vô nè.
À, và phở bỏ tôm vào trong cái chảo, trong cái khuôn bánh thọt ha. À, sao má bỏ tôm vô trước hay con tưởng đâu là thường thường người ta làm bánh thọt người ta chế bột vô trước má? Mình bỏ tôm nó vô trước á, là con tôm nó săn á, mình ăn nó thơm hơn. À. Còn á, nếu mà muốn đẹp á, mình để đổ bột trước rồi để con tôm sau. À. Nó nổi lên thấy con tôm nó đẹp. Đó. À. Còn mình ăn quen rồi. À. Chiên săn vậy đó. Vậy là tùy theo mỗi ý thích của mỗi người ha các bạn ha. Đó, nhà mình thì thích ăn kiểu này ha, muốn cái con tôm nó có cái độ săn á, cái thịt nó có độ săn thì bà Thỏ đã để tôm vào trong cái khuôn bánh thọt trước ha. Đó, bây giờ mới chế bột ra các bạn. Wow, đẹp quá. Đẹp quá. Quá à. Những cái bánh thọt nhỏ nhỏ xinh xinh ha. À, đậy nắp lại. À, đậy nắp lại là nó chín lắm á hả? À, đậy nắp lên một hồi rồi bắt đầu nó chín. À, ok. Vậy là bây giờ mình chỉ việc chờ cho bánh thọt, cái khuôn bánh thọt này nó chín nha các bạn. À, bây giờ thăm coi nó chín chưa nha. À, ok vậy đó. Wow. Thấy những cái bánh thọt nó dễ thương quá ha, nhỏ nhỏ vàng vàng ha, xinh xinh ha. Mà bây giờ mình để miếng dầu nè. À, để dầu vô lên mấy cái dành dành đó là nó giòn. À, má chế dầu vô trong cái vòng vòng cái khuôn ha. Đúng rồi. Để cho cái bánh nó dễ tróc mà nó có độ giòn hả má? Ừ. Hấp dẫn quá ha. À, bây giờ má chuẩn bị sở bánh ha. Dở bánh nè. Đó, nó giòn rồi con. Wow. Wow, dễ thương quá rồi, nó sốc rồi, bây giờ mình ốp nó xuống thôi. À, nghe nó khọt khọt ha. Bởi vậy mình á, người ta mới kêu là bánh khọt hả má hả? Đúng rồi. Nghe khọt khọt. Wow. Cái này là giòn luôn. Ăn bánh khọt là phải giòn mới ngon nha các bạn ha. Cái da ở ngoài nó phải giòn. Ở nhà mình á thì thích ăn bánh khọt là tại vì nó dễ ăn hơn là bánh xèo ha. Bánh xèo thì một cái nó bự ha. Nhà mình thì thích ăn bánh khọt nó nhỏ vừa vừa ăn ha. Chiên bánh khọt cũng đơn giản ha. Chỉ có một cái là cái thời gian nó hơi lâu thôi. À, phải chờ từng khuôn ha các bạn ha. À, cái bánh khọt đầu tiên đã được ra lò rồi nè các bạn ơi. Wow. Wow. Cái vỏ thì nó giòn ha. Cái trên bề mặt của nó thì nó vàng ươm ha. Rồi xanh xanh của hành rồi đỏ đỏ của tôm. Nhìn mà thấy muốn ăn liền vậy đó. Trời ơi, ngon quá. Trời đang nóng như thế này mà ăn một cái bánh khọt ha, với rau chấm nước mắm rồi thôi. Dữ luôn. Yeah. Mới ra lò nè. Nóng hổi giòn rụm, thơm phức. À, thèm muốn ăn liền. Vậy bà bỏ thử đi. Rồi thử liền. Uh-huh. Rồi. Đây, bây giờ thưởng thức nè. Wow, có đồ chua nữa nè. À. Chế nước mắm vô. À, đồ chua này ở nhà má mình tự làm nha các bạn làm, ha. Tự làm nè. Để sẵn ở tủ lạnh vậy đó, khi nào ăn là có ha. Thấy chén nước mắm với bánh khọt là muốn chạy nước miếng rồi đó. Rồi, bây giờ thử đi. À. Đó. Miếng salad. Miếng salad nè. Miếng rau sống. Rau sống nè. Đó. Đó. Rồi, dưa leo. À. Đó. Bây giờ là bánh khọt nè, thử coi đã không. Wow, bây giờ mình thưởng thức coi bánh khọt ra làm sao nha. Bánh khọt mới ra lò nóng hổi nha. Trời ơi, ngon quá. Giòn rụm luôn hả? Giòn. Wow, thấy bà Phỏ ăn mà cũng muốn thèm nữa. Bánh khọt này phải mới ra mà mình ăn liền nó mới ngon hả má ha? Đúng rồi, nóng nóng mà ăn mới ngon. Ừ. Cái mắm á,
cái dừa vô nữa, không mặn, cái dừa dừa vô, À. đó, thiệt ngon. À. Đó các bạn thấy không? À, cái gì mình cũng ở nhà mình tự nấu được nha. Ra ngoài ăn thì nó cũng có thể nhanh hơn, nhưng mà khi mà ở nhà mình nấu á, mình ăn liền nó fresh ha, mình biết là cái nó có chất lượng cỡ nào nha. Ngon Đó, quá. rau sạch, nước mắm ngon ha, bánh khọt giòn rụm mới ra lò ha. Mắm là đã vừa ăn luôn. Hy vọng là các bạn cũng có thể chiên được cho mình một cái khuôn bánh khọt giòn rụm, nóng hổi, thơm ngon ở nhà ha. Nếu mà các bạn thích thì các bạn nhớ like và chia sẻ cái video này cho Pò Pò nha. Bye bye. Thank you Pò Pò, bye bye.